rồi xuất huyết não thì nếu mà tính là đột quỵ thì coi như không có tính cái xuất huyết cho chấn thương đúng không? Có thể là có xuất huyết nội sọ và trong cái mô não, hoặc có thể xuất huyết khoang dưới nhện trong những cái đại não. Thì cái đa số mà mình sẽ gặp cái nhồi máu não 80%, còn ở các tĩnh mạch với những cái khác thì nó khoảng 5% thôi, có thể xuất huyết não là 15%. Cái phần này hôm bữa mình học rồi, thì giờ mình đọc một cái nhồi máu não thì mình phải đọc là xảy ra ở vùng nào và thuộc vùng cấp máu của động mạch nào. Thì cái này là lần trước mình đã nói rồi về phần mô tả tổn thương bao nhiêu xong. Bây giờ mình chỉ nói là phân bố mạch máu não bữa cũng nói rồi luôn. Mình chỉ coi cái hình nó làm sao thôi. Nếu mà là về máu não thì hình nó làm sao, phải không? Thì bao giờ cũng vậy hết, là phải hỏi lâm sàng. Tại vì nhiều khi á, những tổn thương nhồi máu mà nếu nó qua tới bán cấp rồi nó bắt thuốc, thì nhiều khi mình cũng biết có phải là u não hay không. Cho nên là bao giờ bệnh nhân vô một cái khi mà mình đi đột quỵ thì mình cũng nên hỏi coi là bệnh sử làm sao. Rồi với cái bệnh sử đó thì mình phải biết là cái hình này nó có phù hợp hay không. Ví dụ ta kêu mới vừa xảy ra mấy tiếng đồng hồ mà mình thấy một cái hình chụp như là nhồi máu bán cấp chẳng hạn, thì mình thấy có lẽ nó không phù hợp, thì coi chừng mình chẩn đoán sai. Cho nên phải hỏi cái lâm sàng. Thì lâm sàng thường nó là ta nói đột quỵ, có cái gì đó đột ngột, nhức đầu đột ngột, yếu liệt đột ngột. Nhưng mà cũng có những khi á, là bệnh nhân có bệnh cảnh rất là mơ hồ, nhiều động kinh, có khi làm cho mình lầm với lại u não. Khi bệnh nhân kể cho mình một cái bệnh sử có vẻ dài, mình tưởng là u não, nên coi phải lúc nào cũng bệnh sử xuất hiện mình. Thì đây là những cái nãy giờ mình nói nè, cái miễn dạng có thể gặp. Nhồi máu thì nhồi não có thể do động mạch, thì có thể do động mạch lớn, tắc những cái động mạch lớn như não trước và những não sau. Rồi có thể là những cái tổn thương nhồi máu đột quỵ. Thì cái những tổn thương nhồi máu đột quỵ cần chứng mình nói rồi đúng không? Đó là tắc những cái nhánh xuyên, những cái nhánh xuyên, những cái là mạch nhỏ, những nhánh xuyên mà nằm sâu vô trong, tắc những nhánh đó thì có thể là hình ảnh nhồi máu đột quỵ. Rồi có thể là do hạ huyết áp dẫn đến tổn thương nhồi máu. Rồi bây giờ mình qua đến hình ảnh cộng hưởng từ do tác động mạch, thì cũng chia ra. Thực ra cái bản này nó đơn giản, các bạn ráng học tại chỗ đó. Là bệnh nhân có thể là có giai đoạn cấp, tổn thương giai đoạn nhồi máu cấp hoặc là bán cấp hoặc là mãn tính. Thì nhớ là cấp là hôm bữa mình có nói với nhau là địa phương dân sáng và tương ứng với lại ABC tối, đúng không? Mình nghĩ đến một tổn thương nhiều nó đó. Rồi cái lục 222 này mình sẽ nhớ, tức là bắt đầu là khoảng 2 ngày là nó sẽ bắt thuốc ở đỉnh là khoảng 2 tuần, và không có bắt thuốc nữa khoảng 2 tháng. Thì mình nhớ cái lục 222 này, tức là 2 ngày là bắt đầu nó bắt thuốc, thuốc tối đa khoảng 2 tuần và không còn bắt thuốc nữa sau 2 tháng. Còn nếu nhồi máu bán cấp á, thì là mình sẽ thấy trong cái vùng nhồi máu đó có thể nó có xuất huyết trong cái vùng nhồi máu đó. Và đương nhiên trong bán cấp thì là nó sẽ bắt thuốc, chính thuốc sẽ bắt thuốc. Thì cái luật là tối đa 2 tuần nó bán cấp rồi thì nó sẽ bắt thuốc và có hiện tượng sương mờ, tức là nó cái phân biệt trắng sáng nó không có rõ. Rồi giai đoạn mãn tính thì là tổn thương mãn tính do nhồi máu thiếu máu, cũng giống như những tổn thương mãn tính khác, tức là nó mất quy mô. Những tổn thương mãn tính nào cũng có thể có cái hình này hết, thì khi đó là quy mô nó sẽ mất và có tăng sinh mô đệm, có thể nó mất quy mô thành một cái lỗ luôn, cái lỗ chứa nước luôn, thì gọi là tổn thương nhiễm não. Rồi có khi nó mình sẽ thấy tăng sinh mô đệm dọc theo cái bờ vùng tổn thương, thì lát mình sẽ cho coi cái hình. Rồi những cái chẩn đoán phân biệt này thì mình tự coi ha. Tại chẩn đoán biệt thì mình muốn học chẩn đoán biệt thì mình phải học hết những cái tổn thương trong não đó, mình sẽ thấy nó giống một cái tổn thương có thể nó có nhiều khả năng thì mình lý luận ra. Thì đây là cái hình nhồi máu cấp
điển hình, tức là tổn thương thấp trên T1, đúng không, cao trên T2 và cao trên phle, điện trung dân sáng tương ứng với lại ABC tối, thì mình học cái hình sáng là như vậy. Như vậy gọi là sáng, có khi mình sẽ thấy nó hơi mờ mờ, nó không được sáng trưng như vậy thì không phải, phải sáng tức là phải hơi gió chói như vậy nè, rồi nó tối là phải đen như vậy nè. Và nhắc lại liền phương sinh, mình sẽ xoay con chuột đến khi nào dịch nó tủy nó màu đen thì mình mới đọc cái tổn thương đó là nó có sáng sáng trên cái series hình mà nó tủy màu đen. Thì đây là cái một cái hình điển hình. Rồi ví dụ giờ mình mời một bạn mô tả cho mình tổn thương này, mô tả cho mình cái tổn thương này, mô tả thôi tại vì mình đã học nhiều chi phối của não dưỡng chấp hành. Mình đã học cái cấu trúc rồi, rồi mình học nguồn chi phối rồi, vậy giờ bạn tả cho mình đi, tổn thương này nó liên quan đến những vùng nào, cấu trúc giải phẫu nào, tả như thiệt luôn đi. Rồi, đại ca mở màn. Một phần dùng cán mà chiếm gần trọn thì thái dương. Đây là dùng chi phối chưa, chưa đủ. Rồi, mình phải mô tả tổn thương để mô tả đủ. Là một tổn thương liên quan đến những cái chỗ nào. Vùng trán đồng ý, thái dương đồng ý. Một phần dùng chậm. Nó là tổn thương giai đoạn này cần. Chưa, đủ chưa? Bạn tả một tổn thương mà phải tả từ vùng vỏ não, không phải bạn phải tả là tổn thương nằm đâu. Ví dụ như vỏ não, nhân sáng. Còn nếu như mà dưới, nếu mà chất trắng thì sẽ có chất trắng dưới vỏ, chất trắng sâu, nhớ không? Chất trắng dưới vỏ, trắng sâu trong đó có được bằng tia, rồi vô đến phía trong là nhân sáng, đó không? Rồi vô đến phía trong nữa là cái thân não, còn là hố sâu. Phải tả hết tổn thương nằm ở tất cả những vùng nào và tín hiệu nó như thế nào trên các biểu xung. Rồi tả lại một cách đầy đủ. Vô đi chị, vô đại đi. Chị, nó vô rồi. Thế chị ngồi lên lòng ảnh. Đây này. Vào. Trong tả lại cả từ từ thôi. Thì mình phải tả đầy đủ, tức là bạn nhìn ra vấn đề rồi, nhưng mà mình phải làm cho nó đầy đủ để mà mình biết cái tường trình cho nó đầy đủ. Cái này tổn thương nó là trong đậm độ ở trên độ là căng căng trên bản thể hiểu độ sinh tiên hai thì cũng do cái dịch đó bị nó cắn nên là tập tín hiệu của nó ở sinh tiên hai. Mình dùng tổn thương của nó là từng trán đỉnh là một phần dùng chậm, có một phần nhân sáp trung ương. Tổn thương tín hiệu này thì nó không được đồng nhất. Rồi, khoan, thứ nhất của tổn thương bạn cơ trán, thái dương, bạn cơ chậm. Chậm là buồn cấp máu của cái gì? Chỗ động mạch não xa. Rồi, vậy nãy giờ bạn đang nói trán là của cái gì? Chưa. Còn thái dương là của gì? Gì não giữa. Vậy bạn thấy nó kỳ chưa? Tại vì nếu mình tạo một tổn thương nhồi máu thì phải là đi theo vùng gốc máu của động mạch, mà cái gì bằng tả sao mùa thành trán giữa sau tắt hết trơn vậy, vậy phải là nhồi máu không, đúng không? Mình đang dùng tả gì mình thấy không ổn, đúng không? Là mình tả đang gian chút, mình biết là nếu mà mình nghĩ đến tổn thương nhồi máu thì vùng gốc máu nó phải phù hợp, tắt một cái thôi chứ gì đâu mà tắt hết trơn vậy, mà tắt hết vậy coi chừng là nhồi máu tĩnh mạch tổn thương nó liên quan đến tùm lum vùng cấp máu thì coi chừng không phải. Là vậy là mình tả không đúng, thấy không? Rồi vậy tả lại đổi thua thư tả lại đi. Cái vùng này mình nói như là cái vùng chi phối của động mạch não giữa không được, tại vì não giữa nó rộng lắm. Bạn nói là não giữa rộng lắm mà cái nó là vùng, nó mà nó vùng chi phối mạnh giữa chẳng lẽ là hết trơn luôn hả? Thì mà cái đó là nó liên quan đến cái gì đâu, ví dụ não giữa 10 phần thì nó đã bị hết bao nhiêu phần, nó đã bị những phần nào, tại não giữa nó bự lắm chứ bộ. Tại não giữa là bạn biết nó có nhánh M1, nhánh M2, nhánh M3. Tại hôm bữa mình nói giờ nhánh dụ nhánh M1
mình bạn biết là qua khỏi một cái chỗ mà chia phân chia động mạch thì nó đổi thành một cái M, biết không, biết vụ đó không? Ví dụ như giờ những gì có thể biết vô được không anh? Cái này nó nhìn gì thì nó nhìn gì ví dụ giờ cái này rồi tới đây bắt đầu nó sẽ có phân nhánh, ví dụ tới đây bắt đầu nó sẽ có phân nhánh nữa. Vậy thì bắt đầu từ đầu cho đến cái chỗ phân nhánh đầu tiên người ta gọi là M1, rồi bắt đầu qua cái này người ta gọi là M2, phân nhánh thêm một cái nữa thì bắt đầu ví dụ thành M3, tức là ta đặt vậy tức là đi xa hơn, được không? Vậy thì cái M1 của não giữa đó nó cấp máu cho vùng nhân xám, lưu yên bèo vậy đó. Nguồn M2 nó đi trong cái rãnh Sylvia, đi trong rãnh này nè, nó sẽ cấp máu vô vùng thủy đảo, rồi bắt đầu những cái nhánh phía sau nó chia ra nữa thì bắt đầu nó vào phân nhánh cho cái vùng vỏ não. Vỏ não là cái vùng mà phía trên mà mình nói với nhau nè, kiểu như vùng này nó đi xa lắm rồi, đi ra ngoài cái phía ngoài của não rồi, không có trong cái ruột nữa. Mạch máu nó trong cái ruột đúng không? Nó tỏa ra thì nó đi ra từ từ, mới đầu nó cung cấp máu cho cái vùng ở cái ruột trước là vùng nhân xám. Rồi nó mới đi ra ngoài, nó cấp máu cho những cái vùng phía ngoài. Vậy thì cái nhánh mà nó ra được tới đây á, là cái nhánh nó ra tới M3, M4 gì rồi. Còn cái nhánh đầu tiên á, thành ra vậy bạn nhìn nè. Thì đảo còn nè,
thôi. Đó, sau đó bạn mới tả là một dữ liệu liên quan đến tổng kim loại vị trí tổn thương, đó là một phần tiền trán thái dương. Nếu bạn ta đúng lý thuyết là thái dương là phần trên hay phần dưới, não giữa cung cấp máu cho thái dương phần trên hay phần dưới, mấy phần của phần trên? Hai ba trên. Hai ba trên đúng không? Nên nếu bạn kêu bạn đọc bạn tả là liên quan đến thái dương dưới là biết không thuộc bài rồi, tức là thái dương trên đúng không? Rồi giờ mình thuộc bài mình ăn gian mình tả cũng được rồi, vậy cũng được tín hiệu liên quan đến phần thùy trán thái dương trên, đầu nhân đuôi nhân bèo thùy đảo đúng không? Bắt đầu tả tín hiệu gì? T1 là tín hiệu nó làm sao? Có lẽ hơi hỗn hợp. T1 tín hiệu gì nữa? Cao trên T2, cao trên flare, sáng cái điểm fusion, tối tương ứng trên ADC đúng không? Được mới nghĩ đến nhau mới rồi. Thực ra trong lúc mình làm á, mình không có nói đến, mình không có dùng cái chữ cấp nhiều, trừ khi mình sửa bệnh nhân mới 12, tại vì á cái vị thư dân ADC có ảnh học cái này để mình biết điều vị thư dân nó sáng khi nào bắt đầu giai đoạn cấp là nó sáng 24 giờ, nó sáng nó đạt đỉnh gần 7 ngày, nó rất là sáng, nhưng mà lúc đó là đâu có còn cấp nữa, nó qua bán cấp rồi, nó vẫn sáng đúng không? Rồi sau đó nó giảm dần, trong khi ADC thì nó tối nhất khoảng lộ trình 24 giờ không? Rồi sau đó nó bớt tối dần dần cho đến khi khoảng 1 tháng thì nó không còn tối ADC nữa đúng không? Vậy thì vấn đề là khi bệnh nhân vô mình sẽ thấy điện thoại tinh sáng, nhưng mà chưa chắc đó là người có cấp phải không? Mà phải kết hợp với ADC, khi nào ADC nó tối thì mới là cấp phải không? Tối mà tối hồ đen thui, chứ bây giờ như vậy bạn vẫn phải đọc là tối chứ, nhưng mà không tối mấy, cái màu không tối mấy. Thành ra nếu vậy nhiều khi cũng khó là mình nhìn vô sao mình biết là gọi là cấp đến mức là trong vòng khoảng vài tiếng đồng hồ cho đến một ngày, mà không phải là 2-3 ngày rồi. Dù 2-3 ngày rồi thì nó cũng là nó mới thôi, nó mới xảy ra của cái đợt này. Là vấn đề là dù bệnh nhân vô bệnh nhân yếu liệt, vậy thì sao mình biết là cái đợt yếu liệt này là do đột quỵ? Nếu mình khẳng định đợt yếu liệt này là đột quỵ thì người ta chữa theo cái hướng đó, mà không phải là ung thư. Vậy thì mình chỉ cần nói cho ta biết là cái lần liệt này của bệnh nhân nè, rõ ràng là đột quỵ, là nhồi máu não. Nhưng mà khi bệnh nhân vô có khi 2-3 ngày rồi thì mình không có thể nói là nhồi máu cấp được nữa. Thì tùy, mình có thể dùng trừ là bán cấp. Có nhiều khi tụi mình nói thôi nhồi máu mới, tức là mới của cái lần này. Đó là mình chế, còn thực ra tiếng Anh thì nó không có cái chữ mới cũ gì, nó chỉ có là Q, sắp vào Q với lại COVID thôi. Thì ví dụ như trở lại tổn thương này của mình, cái màu này có mới lắm không? Tối lắm, tối vừa vừa đúng không? Không có tối lắm. Rồi trở lại cái này có thấp trên T1 không? Rồi bắt đầu mình thấy những cái ánh sáng sáng rồi. Rồi vậy mình sợ là có thể bán cấp cái chuyện nhà xuất huyết, mình sáng trên T1 nên có những cái chuyện nhà xuất huyết. Vậy thì cái này nhìn người ta nếu nhìn vô thì nó có thể là bán cấp hơn là một cái cấp, đồng ý không? Rồi thì cái cách mình lý luận cái tổn thương là vậy đó, và cách đọc tổn thương là vậy đó. Bạn có nhìn ra nhiều máu, nhưng mà khi bạn đọc vùng tổn thương thì bạn nhớ là bạn đọc theo cái quy luật là từ vỏ não đọc vô đến chất trắng, chất trắng dưới vỏ, rồi đọc đến chất trắng sâu có không, rồi đi vô đến chất trắng có không, rồi bắt đầu mô tả tín hiệu thấp cao gì đó để mình hướng đến tổn thương đó là cái gì. Có điều giờ cứ kêu là thấp cho điều phương dân tối, cho sáng điều phương dân tối hay DC là nhà máu cấp,
nhưng mà thực ra bạn thấy điều là khóc thì điểm sáng thì cư dân tối nay đi xe chưa chắc là cốc có là bán cốc vì nó không còn có máy nữa, đúng không? Thế là mình phải dựa theo những cái biện khác, ví dụ có bị nhỏ xuất huyết không, ADC có còn tối quá không hay là tối hơi hơi thôi để mình biết là giờ làm gì. Không thì bạn nói chung chung là tổn thương mới, là tổn thương của cái đợt bệnh này của bệnh nhân, ý là vậy, diễn đạt vậy do luôn thàm hiểu cũng được rồi. Sau đó đặt một ca nhiều máu và phải đặt tắt mạch gì dụng ca đó M1. Bạn nói não giữa nhìn như nãy là bạn thấy hết trơn rồi, M1, M2, M3 bị hết rồi, đúng không? Nhưng mà bạn có chắc là chỉ là não giữa không thôi không? Dạ. Thật ra các bạn này vô đúng giờ, nhưng mà tại vì mình dậy sớm cũng tội nghiệp để biết đã mất rồi, mới nói xong hết một phút rồi. Có ghi âm lại, có ghi âm thôi lại nha. Mình cứ đi tới, thật ra cũng chưa có gì, mình chỉ mới nói đến cách mô tả của tôi như những não thôi. Rồi, ví dụ như giờ bạn thấy tổn thương đó là cũng não giữa, vậy thì chưa có chắc là chỉ có tắc ở não giữa, mà như ca này nó tắc từ cái nguồn luôn, tắc từ cái động mạch cảnh luôn, đúng không? Để nắp từ cái nguồn luôn, cái là từ cái nguồn ở dưới cung cấp lên là nó đã không có rồi, cho nên là nó mấy cái kia đi theo nhánh xiên nó không ra được máu ở đây thì làm sao nó có máu cho được, chứ thật ra không phải là động mạch nào chỉ bị tắc. Cho nên nếu giờ bạn đọc phim bạn biểu đó này, trường hợp này nhồi máu não do tắc động mạch não giữa là sai. Cái vùng nhồi máu thuộc vùng cấp máu của động mạch não giữa, đồng ý, nhưng mà không phải nguyên nhân do tắc động mạch não giữa. Tắc thì tức là cái mạch máu đó có một cái ngay giữa nó tắc, nó hẹp nó tắc, và bản thân mạch máu đó nó bất thường, nó hẹp nó tắc, hoặc là có một cái huyết khối gì đó ngay cái não giữa nó tắc thì bạn phải đọc là tắc động mạch não giữa. Còn như trường hợp này là nó tắc động mạch cảnh, đúng không? Tắc từ cái nguồn lên rồi nên đâu có máu vô động mạch não giữa đâu, nên nó nhồi máu chứ là mạch não giữa, bản thân cái mạch máu đó chưa chắc là nó tắc, đồng ý không? Thật ra nếu vậy mình sẽ đọc là ví dụ như động mạch này não giữa có chỗ mình thấy nó đứt đoạn luôn thì có thể là máu đây ít quá nó không lên tới, còn có thể là do bản thân mạch máu này nó bị. Vậy thì lưu ý là khi mình đọc mất máu không có đủ trong cái vùng não thì mình phải chụp cái mạch máu để mình coi là bắt đầu nó bị từ khúc nào mà mình chụp, hay là có 3D để mình xác định. Rồi nhưng mà biết có 3D này rõ ràng là nó không lấy được khúc dưới, nghĩa là nếu mình nói này động mạch cảnh sao mình tắt thì tắt từ khúc nào là mình không trả lời được trên đây, mà muốn biết là nó tắt từ chỗ kia hay là nó tắt từ cái chỗ động mạch chủ coi như cảnh chung nó tắt rồi chẳng hạn, thì là mình phải chụp hai lọ lấy thấp xuống, lấy thấp xuống, còn không chỉ có 3D cũng được mà lấy đoạn dưới thôi, nên mình sẽ trả lời được là nó từ chỗ chia hay là dưới chỗ chia luôn. Đây là não nhồi máu bán cấp, như mình nói là nhồi máu cấp, nếu bạn tiêm thuốc tương phản thì có thể nó vẫn bắt huyết, đầu tiên nó bắt huyết màng não, và nó là do mà mạch hệ màng mềm, tức là khoảng 2 ngày là có thể bắt thuốc rồi, nhưng mà khi nó bắt vô trong nhu mô, bắt đầu nó bắt vô nhu mô là qua giai đoạn mất cấp, là nó phải bắt thuốc vô trong nhu mô. Vậy thì đừng có nhớ trong đầu là nếu bây giờ bán cấp thì nó có thể bắt thuốc tương phản, nhưng mà bắt thuốc tương phản thì chưa chắc là bán cấp, có thể giai đoạn cấp nó cũng có thể bắt thuốc tương phản của cái màng não, đúng không? Thành ra là đừng học được luôn là cứ bắt thuốc là phải bán cấp, không phải. Thì đây là một cái hình bắt thuốc tương phản của cái giai đoạn bán cấp. Thấy không? Bắt hết cái vỏ não. Đó là bắt vô nhu mô. Đó, bắt vô nhu mô luôn. Đó thì giờ mình thấy bắt nhiều vậy là mình biết là bán cấp rồi. Mình
tâm không bắt nhiều dữ vậy. Vậy thì mình nhớ, vậy thì nó tóm lại cấp thì chỉ có niềm tin ADC để mình nhận ra, đúng không? Bán cấp có cái gì? Bán cấp có gì? Mặt lòng hết tay nữa, mặt lòng hết ngọt. Bán cấp có gì? Nhớ chữ gì của bán cấp? Chuyển dạng xuất huyết. Chuyển dạng xuất huyết với lại mắt có tương phản như mô, đúng không? Mình nhớ ít thôi, nhớ một câu thôi. Ví dụ như cấp thì nhớ thấp thì điền sáng thì lên tối đi DC, đúng không? Cấp bán cấp thì nhớ chuyển dạng xuất huyết, rồi bán thuốc vô như mô. Mạng tính là mình não nó hư rồi, nó hư nó thành nước luôn và nhuyễn não, có thể có phải có tăng sinh mô đệm quanh cái ổ tổn thương cũ. Rồi mình nhớ vậy. Rồi giờ tả tổn thương này, tả đi, tả cái đánh tức là vị trí tổn thương đến chịu bất thường. Bạn em cái tổn thương thay đổi, thay đổi tín hiệu vị trí vùng thì vùng trán bên trái, trán bên trái cạnh cạnh não thất bên, cạnh não thất bên trái thì trên thấp tín hiệu thấp và cao trên T1. Tín hiệu cao trên B2, cái bực le và T2. Thì chưa có thấy hình tiêm thuốc thì đi siêu sinh thì nó có cái tín hiệu thấp trên đi siêu sinh và cao trên ADC. Mình trên cái trên sông nếu mà cái sông thấp thì là xuất huyết, nhớ không? Thì đây có thấp không? Ờ, tín hiệu cái này tín hiệu cao, cao trên 20. Rồi vậy là phù hợp với gì? Cái này thì nó phù hợp với cái nhồi máu mãn tính. Đây là một cái tổn thương cũ, nói chung là tổn thương cũ ở não. Thì cái hình nó cũng vậy đó. Bạn có thấy là nó chưa bằng dịch não tủy, nhưng mà nó gần bằng dịch não tủy. Khi nào nó không còn nhu mô thì nó sẽ là nước không, thì nó sẽ giống dịch não tủy. Tại vì nó có nhu mô ở trong, nó vẫn còn nhu mô, cho nên là nó không có thấp giống dịch não tủy. Nếu nó chỉ gồm, ví dụ mình nhìn này nè, mình ví dụ nhìn ra một, mình không biết là còn nhu mô hay không, tại vì sao nhìn nó cũng giống như dịch não tủy, đúng không? Nhưng mà mình muốn biết còn nhu mô hay không thì mình nhìn trên xe là biết liền. Tại nếu mà nó hết nhu mô rồi là phle nó xóa hết trơn luôn, nó sẽ thành một cái lỗ đen chỗ này, mà phle này nó còn miếng nhu mô nè, đúng không? Nhưng mà tại vì tổn thương này nó cũ cho nên nó là nó sáng, nó thấp trên cái này và nó cao trên cái này, nó dần gần gần những chục nó tuổi là mình biết tổn thương này chứa nhiều nước rồi, chứa nhiều nước là tổn thương này. Để nhìn lúc này hết cái mắt bắn thuốc tốt và nên mình không cần tiêm thuốc nữa. Dạ đúng rồi, cái này không có lý do cho mình tiêm thuốc đúng đó. Rồi cái này nó quan trọng, nó không cần tiêm thuốc trường hợp này. Ví dụ mình nhìn vậy sao mình nghĩ là tổn thương nhồi máu mà không phải là tổn thương khác, sao mình không nghĩ nó là u? U thì nó phù bên ngoài rất là lớn, nó có cái xâm lấn, u thì nó có xâm lấn, còn cái này thì ít hơn. U mà có hiệu ứng khố. Hiệu ứng chống chỗ. Hiệu ứng chống chỗ, chỗ này hả? Đồng ý không? Vậy thì có một cái mà để mình nhận ra, đầu tiên chưa có nói đến cấp mãn gì hết. Sao nhận ra đó tổn thương nhồi máu mà không phải là u? Thứ nhất là nó theo nguồn cung cấp máu. Không thuộc dùng cung cấp máu. Của một cái động mạch nào đó. Thứ hai là nó không có hiệu ứng chống chỗ. Ví dụ giờ có một cái tổn thương cổ như vậy, nó đâu có theo cấp máu của động mạch nào đâu,
ví dụ như một cái máu động mạch nó phải thành một cái giống như vậy, đúng cái dày nè, mình thấy không, thì nó thành một cái vùng mà hình chêm như vậy nè, phải không? Mình có ranh giới như vậy luôn, mình cứ một cái máu động mạch mình hướng liền nó tổn thương đường máu. Chứ giờ bệnh nhân tự nhiên vô với một cái ổ nặng vậy, sao mình không nghĩ đến u mà mình đi nghĩ đến đường máu? Tại nó đâu có rõ là thành một cái ranh giới, một cái máu động mạch đâu. Thì khi đó cái mấu chốt để mình biểu đây không phải là tổn thương gì khác, mà chỉ là tổn thương đường máu là tại vì nó không có hiểu trong chỗ. Nếu là khối u nó phải phù xung quanh cái ổ này, phù nhiều, nó phải đẩy não thất, đẩy ra đường giữa, đẩy đường giữa. Còn đây bạn thấy não thất á, thậm chí bên đây nó bự ra nữa nè, nó kén gì vậy? Kéo tổn thương cũ nó sẽ kéo não thất và rãnh não về phía nó đang lành. Còn nếu u thì não thất sẽ bị đẩy dẹp, đúng không? Cái chỗ đó sẽ bị đẩy dẹp, rồi rãnh não sẽ bị xóa mất, phải tấn ra, đúng không? Còn đây rãnh não mình thấy thậm chí còn rõ, rồi là rõ luôn, thậm chí rãnh não đây có vẻ còn bự hơn bên đây nữa, người não thất bên đây có vẻ còn bự hơn đây nữa, nghĩa là một cái tổn thương cũ là nó rút nhu mô thì nó sẽ làm giãn những cái rãnh não quanh nó, còn tổn thương u thì nó đẩy nhu mô xóa những cái rãnh não mà não thất quanh nó, được không? Thành ra giờ bạn học nhiều máu nó ra cái hình này, nhưng mà giờ hình này sao bạn biết là nhiều máu, hiểu ý không? Và đây là một cái ví dụ theo một cấp máu của động mạch, nhưng mà lỡ nó không thể này là một cấp máu nè, bạn vẫn thấy cái ranh giới chứ bộ, ranh giới từ não thất kéo ra, ranh giới từ đây kéo xuống như lúc nãy, mình nhận ra nhiều máu và tại cái sáng thì không lên nữa, chứ giờ vậy rồi sao mình biết được, thấy không? Một chưa ra nhìn bài này nó không phải nó khó, nhưng mà sao mà đọc ra được, tưởng tượng ca trên trời rơi xuống đâu chắc là nhiều máu, không phải là khó được, đâu có khó gì ha. Rồi vậy nó tóm lại gặp một tổn thương, nếu nó có hai trường hợp, nếu nó hai nguồn cung cấp máu của động mạch, nó có ranh giới rõ ràng hoặc là nó hình chêm, hình trên tức là cái hình như tam giác vậy đó, họ hình than đáy ở phía ngoài mỏ não, nó gọi là hình trên, những cái dạng điển hình thì mình biết đó là tổn thương nhồi máu não, phù hợp có máu động mạch. Nếu nó không phù hợp có máu động mạch gì hết, lỗ nào đó, lỡ cái lỗ thôi, có một cái lỗ khổ nhỏ xíu, thì để mình biết chắc nó không phải là u thì mình phải đảm bảo là nó không có hiểu chấm chỗ, đúng không? Nghĩa là nó không làm xóa lẫn não, không làm xóa não thất, không chạy nổi cấu trúc gì xung quanh nó hết, thì khi đó mình sẽ nghĩ đến cái tổn thương nhồi máu. Còn nếu giờ nó chèn đẩy cấu trúc tùm lum hết thì mình phải thận trọng, có phải u hay không, cũng có khi chưa chắc là u cái gì đó viêm não chẳng hạn, ai biết được. Nhưng mà ít nhất là mình loại như vậy để trong đầu mình nói đến cái nhồi máu cho nó tự tin, đúng không? Rồi nhồi máu thì nó cấp thì mình nhớ đến điện thân ABC, ban cấp nhớ đến chuyên gia xuất huyết và bắt thuốc nhu mô mãn tính là nhuyễn não, còn không nhuyễn não tổn thương cũ giống vậy nè, tức là clay nó không xóa hết mấy, nhưng mà T1 khá là thấp, T2 khá là cao, một clay thì nó không cao nhiều, nó xóa gần hết, nó chưa xóa được hết, còn nhu mô trong. Khi học nhồi máu não thì các bạn phải học cái bản này cho mình, để mình biết là cái tổn thương bệnh nhân phù hợp với bệnh sử hay không. Giờ bệnh nhân khai với mình, tôi bị cách đây một tuần, thì trong đầu bạn hình dung ra cái hình nó ăn khoảng như sao. Nếu trong đầu cách đây một tuần thì bạn nhắm là nó dậy đi phương sinh, có thể là nó cũng còn khá là sáng, còn ADC sẽ không được sáng mấy. Bệnh nhân khai dậy phương châu khoảng 3 ngày thì bạn cũng nhắm được thì phương sinh ADC nó khoảng như sao, để anh chi nếu nó không giống cái đó, coi chừng không phải là nhồi máu mà là cái khác.
rồi thì cơ bản nhất là cái này phải nhớ. Rồi chuyện cơ bản thứ hai, nếu điều tinh sáng mà nó không phải nhồi máu thì nó là cái gì, thì bạn phải học cái bản này cho mình, cũng quan trọng vô cùng. Bản này học học chỗ nào màu vàng thì những cái còn lại là màu trắng, học cái màu vàng. Tại sao điểm tinh sáng trong trường hợp nào, cái gì cấp là nó sáng, ví dụ nhồi máu cấp sáng đúng không, khối u mình dạng lên epidermoid là nó sáng, áp xe não nhiễm trùng sinh mũ nó sáng, viêm não do hẹp pes sáng luôn. Tất cả đều có như là DC, thấy không? Thấy không? Rồi cái này thì thôi ít gặp, quay đi mình không mấy đi. MS cấp, multiple sclerosis là MS cấp tính, những cái tổn thương cấp tính cũng vậy luôn. Càng điểm tư dân tối ADC đúng không? Rồi xuất huyết tối cấp cũng vậy luôn, thấy không? Vậy thì cái gì cấp là có hết, nhờ món cấp, xuất huyết tối cấp, nhiễm trùng cấp, MS cấp, chỉ có U cấp là không có U cấp thôi, còn tổn thương gì cấp là đều có thể sáng điểm tư tối ADC hết. Và như vậy quay trở lại là sao mình biết tổn thương sáng điện tinh nối thì gì là nhồi máu không phải là những tổn thương khác, thì nhắc lại là phải có cấp máu của động mạch và dựa vô bệnh sử. Như anh nói là có số nhiễm trùng tức là cái bệnh sử. Rồi mình đang học một chiều nhưng mà quay một trở lại một tổn thương sao biết nó là cái đó thì cũng phải cân nhắc hết nha, không có nhất thiết là cứ điện lên sáng điện xuyên tối là nhồi máu hết trơn là chết. Đó, đây là cái minh họa, đây là một khối u có cầu chuyển não, nó đẩy cái thân não đúng không, sáng thì chuyên lên cái tối này điện xì và cũng thấp trên đây một cao trên đây hai sáng điện tinh đúng không, nhưng mà nó không phải là nhồi máu là tại vì sao nó có acid phát, nó có hiệu khối đẩy nè, đẩy bẹp cái này vô đây rồi, thấy không, mình thấy hiệu khối là mình thấy không phải nhồi máu. Cái lễ này đâu là nguồn cấp máu của gì đâu này ngoài trục, phải không? Thì trong mình thấy trong những cái khối u á, những cái khối u thì có cái epidermoid là đặc biệt, thì ít cái nào u nó có sáng điện tinh lắm. Thường ta nhắc đến hai cái, một là medulloblastoma của bụng hố sâu, medulloblastoma nếu nó có nó cũng sáng điện tinh, rồi epidermoid ở góc cầu tiểu não, nó không có nhiều ngoại lệ nên phải nhớ cái ngoại lệ này. Nếu tự nhiên thấy khối góc cầu tiểu não mà sáng điện tinh vậy thì nó là epidermoid, không có chữ đó phân biệt luôn, nắm được không? Bạn nhìn nè, cao trên T2, cao trên T2, mắt có tương phản dạng viền, cái cao trên điện phương dân phải thấp trên điện phương dân, vậy cái này sao mình trong nó là nhồi máu não sáng đi lên, lý do gì loại nhồi máu não trong trường hợp này, rồi bạn nghĩ là lý do loại nhồi máu não trong cái tổn thương này, rồi cho là bệnh sử, rồi một yếu tố gì nữa, bắc quang viền đúng rồi, bây giờ mình đâu có nói đến cái chuyện bắc quang viền, mình chỉ nói chuyện bắc quang của vỏ não và cái hồi não thôi, chứ đâu có bắt nguyên một cái vòng tròn như vậy đúng không, rồi phù xung quanh của cái vòng tròn này nữa, thấy không, nên mình không nghĩ đến nhồi máu não trong trường hợp này là vậy đó. Rồi vậy thì mình thấy vỏ nhồi máu não thì còn cái gì, MS cấp, xuất huyết cấp,
nhiễm trùng cấp, đúng không? Sốt huyết hồi mình học mình thấy nó chẳng giống gì hết. Chỉ có em bắt cấp với lại nhiễm trùng cấp thôi. Tổ người bé nó sẽ cung cấp não thất, nó không phải tự nhiên một tròn quay nằm vậy. Cho nên đó là lý do mình nghĩ đến một cái nhiễm trùng cấp có thể bị tắc xe não. Và vì như vậy thì nếu mà cái này nó không có như vậy thì mình phải nghĩ đến một tổn thương khác. Nhồi máu mình đã loại rồi, nhiễm trùng mình loại rồi, MS mình loại rồi, vậy chỉ còn có u mà. Vậy thì đây là cục u. Đó, cách lý luận là vậy. Và tại sao mà nó ra được cái hình này là cái này lắp xem, cái này là u. Đó, vậy thì trong này cho mình thấy rõ ràng là cũng một cái bắt thuốc viền, hai xương này khá là giống nhau, đúng không? Vậy thì học luôn, tại sắp tới các bạn sẽ học u não, học thuộc luôn. Nếu một cái khối mà nằm trong não mà nó bắt thuốc viền như vậy thì nó có ít nhất là hai khả năng. Một là nắp xe, còn hai là u hoại tử. Đồng ý không? U hoại tử. Vậy thì nếu bị tinh mà không sáng, bệnh sử không có gì hết thì đó là u hoại tử đó. Đó, tự nhiên một u hoại tử nằm trên đỉnh dày là di căn. Ta nghĩ đến di căn đã oxyton không có, nhìn nó không có giống như vậy. Oxyton mà phải rất cao nhưng mà nó lại cũng không có cái vọng vậy, không có khối u nó hỗn hợp hơn là một cái tự nhiên một cái vòng mổ đây một cái mổ nó như vậy đó. Còn nếu mà là những cái ký sinh trùng thì nó lại có cái dạng của ký sinh trùng, thì có đầu sáng cái này con kia nó lại khác, nó nhiều ổ nó khác, đúng không? Rồi thì đó là những cái điều gọi là rất cơ bản của cái nhồi máu não do động mạch, tức là động mạch bự, động mạch lớn. Đấy là điều cơ bản mà nhiều quá không biết nhớ. Các bạn dừng lại chừng 1-2 phút, các bạn nhẩm này trong đầu đi rồi mình qua phần khác để mình nói tới nhiều quá là khách mà quên. Đang hồi á, nay mình mang cả cái chục ca nè, còn mình cho các bạn tự đọc nha. Bật lên cho tự đọc, tự mô tả và tự lý luận tại sao nó là tổn thương đó. Hôm nay giờ nhẩm lại liên tiếp đi, từ 1-2 phút đi, rồi qua phần khác để hồi chỉ lại, chỉ là thứ tự thôi. Tôi được nói rồi. Năm nhất là chiều nay về bên trường nha, thư viện lầu 3 bên trường nha, chứ không phải bên đại học bên dưỡng, thư viện lầu 3 bên trường cả lớp về trình chuẩn bị trước bài 4 bài luôn, chứ 3 bài CT em ra luôn á, ai mà